Chào các em, chúng ta đến với chủ đề 2, bài 8 chương trình tin học 10. Chủ đề 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về mạng máy tính và Internet. Ở bài 8 này chúng ta sẽ tìm hiểu về mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại. Sau bài này chúng ta sẽ hiểu được sự khác nhau giữa mạng LAN và mạng Internet. Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội khi mà mạng máy tính được sử dụng rộng rãi. Nêu được một số công nghệ dựa trên Internet như là dịch vụ điện toán đám mây hay là kết nối vạn vật IoT. Rồi, bây giờ các em thấy đây là một cái mô hình mạng cục bộ. Đây, một cái router, một bộ định tuyến router. Nó chia ra một cái bộ hub. Rồi các máy tính kết nối. Đây là một cái mạng cục bộ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về mạng LAN và mạng Internet. Phạm vi sử dụng Internet là, đương nhiên chúng ta sẽ chọn toàn cầu, rất là dễ dàng ha. Rồi, điện thoại di động được, điện thoại thông minh được kết nối với Internet bằng cách nào thì các bạn thấy là dễ dàng chúng ta chọn được câu A và câu B. Thì ở đây người ta có giới thiệu cho chúng ta là theo phạm vi địa lý thì chúng ta sẽ có mạng LAN và mạng WAN, nghĩa là mạng LAN á thì nó nhỏ hơn mạng WAN. Mạng WAN thì nó rộng hơn. Mạng LAN thì ở trường học, gia đình, công ty gì đó, còn mạng WAN thì nó sẽ ở một cái khu vực nào đó. Còn Internet là khác. Internet nó là gì? Mạng diện rộng có quy mô toàn cầu. Các cơ quan, trường học, gia đình có thể lắp đặt mạng cục bộ, sau đó đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Internet để có thể truy cập Internet. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái hình. Đây là mô hình của Internet. Thì nhìn vô cái mô hình này các bạn sẽ dễ dàng phân biệt được mạng LAN là gì. LAN là những cái mạng trong gia đình, trong công ty, vân vân. Rồi chúng ta sẽ đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ Internet nào đó ở Việt Nam chúng ta, để chúng ta có thể được lắp đặt những cái modem, gọi là cái modem để đi được Internet ra Internet. Rồi, và các bạn nhớ Internet là mạng toàn cầu. Vậy các bạn sẽ nhìn vô cái bảng này, các bạn sẽ ghi cái bảng này thì các bạn sẽ dễ dàng phân biệt được. Về phạm vi vi mô thì mạng LAN, mạng cục bộ là nó nằm ở mức độ là cơ quan gia đình thôi, còn Internet là toàn cầu ha. Rồi cách kết nối thì mạng cục bộ chúng ta sẽ kết nối trực tiếp trong mạng qua các thiết bị kết nối như là hub, quýt hay là wifi. Rồi Internet thì chúng ta sẽ kết nối vào các router hay là cái modem thầy nãy thầy mới nói đó, thông qua các nhà cung cấp dịch vụ ha. Các nhà cung cấp dịch vụ người ta sẽ đến lắp đặt cho chúng ta. Rồi sở hữu thì mạng cục bộ sẽ có chủ sở hữu, còn Internet thì không có chủ sở hữu, các bạn lưu ý ha. Rồi có một cái dấu chấm hỏi, nhưng mà ở đây thầy sẽ để các bạn tự trả lời. Vì sao? Vì ở đây người ta nói là ở Việt Nam á, thì sẽ có các nhà cung cấp dịch vụ Internet như là Viettel, FPT, VNPT. Vậy người ta hỏi chúng ta là chúng ta còn biết những cái nhà cung cấp dịch vụ Internet nào khác nữa không? Em dùng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ nào? Thì để dễ thì các bạn coi mấy chú thu tiền á, mấy chú thu tiền mà để tên ở trên cái áo, cái hiệu gì thì đó là những cái chú đó thuộc cái công ty đó. Chẳng hạn hiện nay ở Việt Nam chúng ta hai cái nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất là VNPT và Viettel. Sau này có FPT, rồi có, theo thầy biết thì có VTC, rồi nhiều lắm ha. Rồi thì có thêm gì SCTV công ty của Sài Gòn gì đó đó, rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến số 2, vai trò của Internet. Thì trong sách người ta nêu cho chúng ta các vai trò cũng như là giải thích ha, thì các bạn có thể đọc thêm. Chẳng hạn như trong giao tiếp cộng đồng thì nhờ có Internet mà chúng ta làm sao liên lạc được nhanh, trực tiếp. Ở đây điện thoại đến Mỹ bình thường ha, thấy mặt bình thường, giống như ngồi kế bên nói chuyện thôi. Trong giáo dục thì quá rõ ràng rồi, nó giúp chúng ta làm sao học trực tuyến nè, có được những cái tài liệu đồ sộ, không những tiếng Việt mà còn tiếng Anh nữa. Các bạn mà thử các bạn lên Internet các bạn tìm một cái tài liệu nào đó bằng tiếng Việt cũng có, mà các bạn translate nó ra tiếng Anh thì nó vô vàn, rất là nhiều ha. Cho nên phải cần đòi hỏi cái khả năng ngoại ngữ tốt của các bạn thì ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi nội dung này. Internet là một kho tri thức khổng lồ, thường xuyên được cập nhật, có thể truy cập bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Internet đã giúp cho con người có thể kết nối và giao tiếp với nhau một cách dễ dàng và tiện lợi. Internet đã có ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm thay đổi cách thức làm việc, học tập và giao tiếp với nhau.
Rồi ở đây có phần dấu chấm hỏi là em hãy nêu một số ứng dụng internet đối với hoạt động giải trí thì các bạn có gì? Bạn đọc tin tức nè, các bạn xem phim nè, các bạn nghe nhạc, các bạn sử dụng các gì? Các trang mạng xã hội để kết nối bạn bè với nhau, chia sẻ với nhau như là Facebook, Zalo, Instagram, Twitter, vân vân rất là nhiều. Rồi em hãy nêu một số ứng dụng của internet với hoạt động bảo vệ sức khỏe. Thì ngày nay các bạn lên internet các bạn sẽ thấy có những cái dịch vụ gì mà bác sĩ tại gia nè, rồi những cái trang tin về y tế, rồi những cái trang tin về sức khỏe, rồi khai báo y tế vân vân đều nhờ internet hết. Rồi chúng ta sẽ đến phần số 3 là điện toán đám mây. Đây là một cái khái niệm mới nhưng mà từ từ nó sẽ thay thế và các bạn sẽ thấy nó rất là tiện lợi với cái thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Thì điện toán đám mây được xem như là một cái giải pháp thay thế những cái thiết bị phần cứng, thay thế những cái giới hạn dung lượng của phần cứng máy tính của chúng ta. Tại sao thầy nói như vậy? Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm điện toán đám mây. Thì các bạn có thể đọc ví dụ 1, ví dụ 2. Thì thầy tóm tắt á, ý của ví dụ 1 là bạn An á lưu trữ hết trơn dữ liệu trên ổ cứng rồi, bây giờ hết trơn dung lượng rồi, giờ không biết làm sao, thì bạn mới lưu trữ trên Google Drive, Dropbox hay Excel vân vân. Trên internet nó có rất nhiều dịch vụ này, thì bạn kết nối internet, bạn đăng nhập vô cái tài khoản và mật khẩu giống y như là mật khẩu mail của các bạn vậy đó, rồi các bạn sẽ tải cái tệp đó lên, giống như thầy đang xài Mediafire ha. Nó sẽ quy định cho chúng ta bao nhiêu ghi là chúng ta được free, được miễn phí. Còn thí dụ như giờ chúng ta muốn nâng cấp lên nữa thì chúng ta đóng tiền, mà tiền cũng ít thôi chứ không có nhiều. Rất là dễ sử dụng các bạn, rất là dễ sử dụng. Ở ví dụ 2 thì cô Bình này á, cô không có đưa tài liệu lên, không có hết ổ cứng như của bạn An, nhưng mà cái công việc của cô phải di chuyển liên tục, đem máy tính đồ theo rất là khó khăn. Thì cô sẽ sử dụng cái phần mềm soạn thảo Word trực tiếp trên internet là Google Docs. Nó giới thiệu về Google Docs này cho các bạn là nó y chang như Microsoft Word ở trên máy tính của chúng ta. Nhưng mà điểm mạnh của nó là gì? Các bạn chỉ cần có internet và một cái máy tính, một cái điện thoại ở ngay chỗ làm việc của các bạn có kết nối internet là các bạn có thể soạn thảo, các bạn làm giống như y như một chương trình Word mà các bạn cài trên máy tính. Nó rất là hay, tiện lợi vô cùng. Và sau đó các bạn lưu ở trên đám mây luôn, các bạn lưu ở trên cái dịch vụ đó luôn, rất là tiện lợi. Rồi như vậy có một câu hỏi là bạn An cô Bình đã thuê dịch vụ cung cấp loại tài nguyên nào, thì đối với bạn An là bạn An đã thuê cung cấp và thay thế cho bạn cái phần cứng, hiểu chưa? Còn đối với bạn Bình à, đối với cô Bình thì là phần mềm. Rồi câu 2, so với việc tự mua sắm thì việc thuê bao dịch vụ qua internet có những lợi ích gì? Thứ nhất là nó tiện lợi, vô cùng tiện lợi các bạn. Các bạn mua ổ cứng nó vừa tốn tiền nè, khả năng rủi ro hư hao cao, mất dữ liệu. Nhưng mà các bạn đăng ký một cái dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên internet đi, tùy dịch vụ nhưng mà khoảng tối thiểu là 15 GB, mà các bạn biết 15 GB là cũng rất là nhiều rồi, là được free ha. Đi chỗ nào miễn có internet là ok rồi, không có sợ bị hư thiết bị. Rồi đối với phần mềm thì cũng vậy ha, cho nên nó tiện lợi nè, nó tiết kiệm nè, ở đâu cũng dùng được, tiện dụng, rất là tiện dụng. Rồi chúng ta vào bài thì nãy giờ chúng ta cũng đã phân tích rồi đó, những cái lợi ích của cái phần điện toán đám mây ha. Rồi việc chia sẻ các tài nguyên mạng theo nhu cầu qua internet miễn phí hoặc trả phí theo hạn mức sử dụng được gọi là dịch vụ điện toán đám mây. Thì các bạn nghe chữ dịch vụ là biết chúng ta phải trả tiền rồi, vấn đề là trả ít trả nhiều và cái dịch vụ đó có xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra hay không ha. Rồi Google Docs, Dropbox là những dịch vụ điển hình của điện toán đám mây. Ngày nay có rất là nhiều cái dịch vụ điện toán đám mây các bạn lên các bạn gõ đi, rất là nhiều. Có những cái dịch vụ mà nó cho chúng ta miễn phí tới mấy chục ghi luôn à, rất là nhiều. Rồi các loại dịch vụ điện toán đám mây thì chúng ta có phần mềm ứng dụng, rồi chúng ta có phần mềm nền tảng hay còn gọi là platform đó, phần mềm soạn thảo Google Docs hay phần mềm tạo lớp học ảo Zoom là phần mềm ứng dụng. Đó, Zoom là chúng ta đã học ở cái những cái giai đoạn mà dịch Covid đó, chúng ta sử dụng Zoom để chúng ta học qua phòng học ảo đó. Rồi việc cho thuê phần mềm ứng dụng được viết tắt là SaaS. Rồi Software as a Service,
phần mềm như dịch vụ ha, phần mềm như dịch vụ. Còn việc cho thuê nền tảng được viết tắt là PaaS, là Platform as a Service, là nền tảng như dịch vụ, có nghĩa là chúng ta sẽ thuê cái gì, chúng ta sẽ thuê những cái mà dịch vụ để chúng ta đưa những cái dữ liệu chúng ta lên đó. Rồi phần cứng như máy chủ, thiết bị lưu trữ, đây như thầy mới nói là viết tắt là IaaS. Như vậy các bạn thấy là chúng ta có ba cái dịch vụ cơ bản ở trên điện toán đám mây là gì: SaaS, PaaS và IaaS. Rồi lợi ích của nó, lợi ích của nó thì giống như lúc đầu chúng ta có phân tích đó, nó mềm dẻo, độ sẵn sàng cao, có nghĩa miễn ở đâu có internet là chúng ta làm việc được, chất lượng thì cao, chất lượng cao, nếu mà internet ổn định thì những cái dịch vụ này xài rất là ok. Kinh tế hơn, có nghĩa là chúng ta làm sao đỡ tốn tiền phải mua một cái máy tính mới, một cái ổ cứng mới, chúng ta phải đỡ lo cái lắng rồi cái việc hư hao về cái phần cứng của chúng ta nữa, mất dữ liệu nữa ha. Rồi giờ chúng ta sẽ ghi bài chỗ này là điện toán đám mây được định nghĩa như là việc phân phối các tài nguyên công nghệ thông tin theo nhu cầu qua internet với chính sách thanh toán theo mức sử dụng. SaaS, PaaS và IaaS là các loại hình dịch vụ chủ yếu của điện toán đám mây. Sử dụng dịch vụ điện toán đám mây linh hoạt hơn, tin cậy hơn, chi phí nói chung rẻ hơn so với việc tự mua sắm phần cứng và phần mềm. Rồi, ở đây có dấu chấm hỏi hỏi chúng ta là báo điện tử giúp mọi người để có thể đọc tin tức hàng ngày có phải là dịch vụ đám mây hay không? Thì câu trả lời ở đây là không phải. Tại sao? Tại vì dịch vụ điện toán đám mây là dịch vụ thuê bao phần cứng hay là phần mềm của internet. Còn cái này các bạn chỉ gì? Các bạn chỉ cần vào một cái ứng dụng đọc tin tức nào đó, các bạn gõ cái địa chỉ ha, gõ cái địa chỉ một cái tờ báo nào đó các bạn đọc, thì đây không phải là các bạn sử dụng dịch vụ điện toán đám mây, mà các bạn chỉ đơn thuần là các bạn thực hiện việc duyệt web bình thường thôi ha. Rồi thư điện tử Gmail có phải là dịch vụ điện toán đám mây hay không, thì chỗ này các bạn sẽ trả lời là có. Tại sao? Tại vì khi chúng ta sử dụng Gmail, nó là một cái ứng dụng, như vậy rõ ràng chúng ta là thuê phần mềm rồi đó. Trong cái ứng dụng này, các bạn có thể gì? Gửi, nhận, quản trị thư. Và các bạn có thể gì nữa? Up những cái tài liệu chúng ta lên nữa, đưa những tài liệu chúng ta lên nữa. Thì đây là một cái dịch vụ điện toán đám mây. Và Gmail á, khi sử dụng Gmail thì các bạn thấy đó, đối với những cá nhân bình thường thì Gmail không có, Google không có thu phí. Nhưng mà đối với những trường đại học chẳng hạn, người ta muốn có một cái tên miền riêng cho cái trường của người ta, để dễ dàng trong cái việc trao đổi, thì người ta sẽ thuê một cái tên miền riêng từ Google, thì nó sẽ thu phí ở phần này nha. Rồi chúng ta sang phần số 4, phần của cách mạng 4.0, đây là phần kết nối vạn vật. Thì phần này các bạn có thể đọc thêm trong sách, thầy chỉ tóm tắt một số lợi ích của IoT thôi, có nghĩa là nó có thể thu nhập dữ liệu trên diện rộng nhờ mạng máy tính, có thể làm việc ở những nơi có điều kiện bất lợi mà con người không làm được, như là ghi dữ liệu giám sát trong lò phản ứng hạt nhân, có thể hoạt động liên tục, tự động cung cấp dữ liệu tức thời. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống thời gian thực real time, mà một quyết định chậm trễ có thể gây thảm họa, ví dụ như điều khiển lò phản ứng hạt nhân hay là lái xe tự động. Tiết kiệm chi phí do giảm bớt lao động thu nhập và xử lý thông tin mang tính thủ công. Thì để tìm hiểu về cái dịch vụ IoT này á, internet vạn vật này, các bạn, thầy chỉ các bạn lên Google, các bạn gõ là ngôi nhà ứng dụng công nghệ của tỷ phú Bill Gates, ông vua phần mềm, thì các bạn thấy là cái nhà của ông là sử dụng cách đây mấy năm rồi, nhưng mà ông đã sử dụng cái IoT này đối với ngôi nhà của ông, nó rất là hay, các bạn có thể tham khảo ha. Rồi ở đây cũng có cái ví dụ thứ nhất là về cái ví dụ thu phí. Thì hè mà các bạn đi du lịch, các bạn sẽ thấy là những xe du lịch phải dừng lại ở những cái trạm thu phí. Thì tại sao có những xe thì được chạy luôn, còn có những xe thì phải trả tiền, phải trả tiền? Thì đó là do trên xe mà được chạy luôn á, nó có cái thẻ RFID này, nó dán ở trước cửa xe cho bắt tài. Thì khi mà đến trạm thu phí sẽ có cái gì? Sẽ có cái hệ thống giám sát chụp ngay cái này, giống như các bạn tưởng tượng các bạn quẹt thẻ vậy đó. Nó sẽ chụp nè, nó có cái mã, nó sẽ liên kết với cái tài khoản của chủ xe mà
nó sẽ trừ tiền trực tiếp, tài khoản của chủ xe còn tiền nó trừ tiền trực tiếp là xe đó được qua rất là nhanh chóng, chứ không cần phải in hóa đơn rồi không cần phải dừng lại trả tiền thối tiền. Các bạn cứ nghĩ đi, một xe mà tốn khoảng chừng 30 giây mà hàng ngàn chiếc như vậy thì các bạn sẽ thấy cái tình trạng ùn ứ nó xảy ra rất là nhiều ha. À, cho nên nhờ cái ứng dụng này mà cái việc giao thông nó thuận lợi hơn ở các tuyến đường cao tốc. Một cái ứng dụng nữa là nhà thông minh như thầy mới nói hồi nãy. À, cái phần này sẽ kỹ hơn khi các bạn vào internet các bạn tìm kiếm cái ngôi nhà của ông Bill Gates. Ông ứng dụng cái nhà thông minh này rất là tuyệt vời, tất cả được điều khiển bằng internet. Bước vào rồi nó cảm biến nhiệt, nó mở đèn, nó chỉnh nhiệt độ, máy điều hòa sẽ chỉnh nhiệt độ theo thân nhiệt bao nhiêu người chia ra thân nhiệt bao nhiêu để hợp lý. À, rất là ok. Bước ra thì đèn tự động tắt, vân vân, rất là nhiều thứ. Rồi ngoài ra còn có hệ thống giám sát an ninh, rồi nhận diện khuôn mặt, dấu vân tay, vân vân, các thứ rất là hay ha. À, rồi nhà thông minh đang có một nhu cầu lớn hiện nay, có nghĩa là những cái người ta có điều kiện người ta sẽ áp dụng cái công nghệ này, tại vì tất cả nó chỉ điều khiển qua một cái điện thoại thông minh là được rồi, không cần một cái máy tính luôn nha. À, rất là hay. IoT là một hệ thống liên mạng bao gồm các phương tiện và vật dụng. Các thiết bị thông minh được cài đặt các cảm biến, phần mềm chuyên dụng giúp cho nó có thể tự động kết nối, thu thập, trao đổi dữ liệu qua mạng mà không nhất thiết có sự tương tác trực tiếp giữa con người với con người hay con người với máy tính. Với khả năng thu thập dữ liệu tự động trên diện rộng, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, IoT mang lại nhiều lợi ích trong các hoạt động nghiệp vụ và đem lại nhiều tiện nghi cho cuộc sống. Vì vậy IoT được xem là một nội dung chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như thầy mới giới thiệu ha. Rồi chúng ta sẽ đến dấu chấm hỏi. Trong một mạng IoT có nhất thiết là các thiết bị thông minh chỉ nói kết với nhau qua internet hay không? Thì các bạn lưu ý là chỗ này các bạn thấy là các thiết bị thông minh sao chỉ nói với nhau qua internet hay không, thì nó phải gì, nó tùy vào cái điều kiện, các bạn lưu ý, tùy vào cái điều kiện cũng như cách quản trị, cách thiết kế của cái người xây dựng cái hệ thống đó. Cho nên là nó có thể gì, nó có thể giống như một mạng LAN là nó kết nối với nhau sau đó nó đi internet, hoặc nó có thể không kết nối với nhau nhưng mà nó kết nối với nhau thông qua môi trường internet, gọi là kết nối gián tiếp. À, các bạn lưu ý, tại vì internet là toàn cầu mà. À, rồi cho nên ok. Rồi phần luyện tập phân tích ích lợi của giải pháp thu phí không dừng trên đường cao tốc, thì phần này thầy mới trả lời ở trên rồi, giúp cho nhanh nè, không bị ùn tắc giao thông nè, mọi giao thông diễn ra được thuận lợi suôn sẻ. Rồi giảm chi phí nữa, các bạn thấy cứ mỗi xe là in một cái hóa đơn đưa ra thì nó sẽ tốn rất là nhiều tiền. Rồi các mạng xã hội như là Facebook, YouTube cho mọi người sử dụng miễn phí, nhưng nếu ai sử dụng để bán hàng hay quảng cáo thì phải trả tiền. Đây có phải là dịch vụ đám mây hay không? Thì đây là một dịch vụ đám mây. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta sử dụng để chúng ta bán hàng thì chúng ta phải gì? Chúng ta phải thuê những cái phần mềm để chúng ta giới thiệu hàng hóa, tiếp nhận đơn hàng, vân vân, các thứ từ những cái trang mạng xã hội đó. Cho nên đây gọi là một dịch vụ điện toán đám mây, các bạn lưu ý nha. Rồi phần vận dụng, tìm qua internet một ứng dụng điện toán đám mây của một doanh nghiệp Việt Nam, thì cái phần này thầy sẽ nhờ các bạn làm thực hiện ha. Rồi câu 2, bộ giám sát hành trình trên xe tải hoặc là xe khách hiện nay xe nào, xe mới hiện nay xe nào cũng phải gắn hết, cứ 30 giây một lần lại gửi dữ liệu về tốc độ, tọa độ cùng thời điểm lấy tọa độ của xe về máy chủ giám sát. Với dữ liệu đó có thể biết được những vi phạm giao thông nào của lái xe. Thì nhìn vô đây thì các bạn có thể dễ dàng trả lời rồi, nếu như về tốc độ thì nó sẽ giám sát việc có chạy quá tốc độ quy định ở trên cái tuyến đường đó hay không nha. Rồi thứ hai là có chạy vào cái đường cấm hay không. Rồi thứ ba là có gì, có chạy sai cái làn đường hay không. Rồi thứ tư nữa là chúng ta có vượt đèn đỏ hay không, vân vân, rất là nhiều thứ. Mà hiện nay là như thầy đã phân tích ở những video trước đó, các bạn thấy là có những cái camera giám sát cộng với những cái bộ giám sát hành trình này gắn trên các xe du lịch, xe mới hiện nay đó, thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng mà vi phạm giao thông á, giảm xuống ha. Tại vì ai vi phạm là sẽ bị phạt nguội, gọi là phạt nguội đó, sẽ gửi giấy báo về phạt rất là nặng. À, rồi
Rồi đó là nội dung của bài số 8. Rồi thầy hẹn gặp lại các bạn ở bài số 9.